Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Mối nguy từ dự thảo luật căn cước Ngày 30 tháng 10, blog Lê Quốc Quân trên VOA có bài bình luận dự thảo luật căn cước, chiếc lòng mới nguy hiểm. Tác giả cho biết ngày 17 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết 33 bổ sung việc sửa đổi luật công an nhân dân và luật căn cước công dân vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Theo đó, trong khoảng chục năm trở lại đây, Bộ Công an chủ trì xây dựng rất nhiều bộ luật liên quan đến ngành công an như là sửa đổi, bổ sung như Luật hình sự, Tố tụng hình sự, Luật cảnh vệ, Luật cảnh sát cơ động, Luật an ninh cơ sở, Luật an ninh mạng, Luật an ninh quốc gia, Luật xuất nhập cảnh, Luật thi hành án. Tác giả nhận xét gấp gáp một cách đặc biệt lần họp tháng 10 này Bộ Công an lại đề nghị thông qua luật căn cước công dân sửa đổi. Theo đó, ngoài hai trường dữ liệu là nhóm máu và điện thoại di động, thì còn có cả thông tin sinh trắc học, gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, móng mắt, ADN và giọng nói. Dự luật này dự kiến sẽ được thông qua vào cuối kỳ họp này và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm sau. Và đây là hình bài bình luận trên VOA. Tác giả cho rằng bề ngoài lực căn cước có vẻ tạo ra rất nhiều sự tiện dụng cho người dân nhưng nhìn kỹ hơn chúng ta thấy nó thực sự nguy hiểm cho tự do của con người đồng thời chứa đựng rủi ro cho toàn bộ quốc gia thậm chí thay vì để kích thích phát triển kinh tế dự luật sẽ là một khối đá cực lớn ngán đường sự đi lên của toàn bộ nền kinh tế nó sẽ làm chậm lại quá trình phát triển kinh tế chung vì đây là chiếc lồng nhốt toàn bộ quá trình sáng tạo của nền kinh tế Chắc chắn những ý tưởng kinh tế mới về xoay quanh nguồn tài nguyên này sẽ bị chính bộ công an kiểm soát. Theo tác giả, ở diễn đàn quốc hội, tướng Tô Lâm giải thích là không theo dõi và không thể theo dõi về thắc mắc quanh việc thu thập móng mắt và liệu căn cước gắn chip, gắn cước điện tử thì có bị theo dõi hay không. Nhưng rồi đây, tác giả bình luận, khi thực hiện các công việc hành chính, công dân sẽ phải xác thực điện tử và cài đặt việc Vini ID là một ứng dụng của Bộ Công an phát triển cài trên điện thoại di động. Từ đó, Bộ Công an có thể theo dõi được bất cứ cá nhân nào ở đâu, đang làm gì, miễn là họ cầm theo điện thoại. Nếu như để tiện dụng hơn, công dân lại cho phép ứng dụng Vini ID tiếp cận với micro và camera thì nhà phát triển có thể cài đặt phần mềm để kích hoạt ứng dụng và nghe được hoặc chụp lại tất cả mọi điều chúng ta trao đổi. Và đây là hình quốc hội đang thảo luận về dự luật căn cước chuẩn bị thông qua. Tác giả nhận định thông tin cá nhân là một loại tài sản quý giá trong nền kinh tế số. Việc bộ công an bắt buộc mọi người dân đưa rất nhiều thông tin vào trong căn cước công dân và lưu giữ tập trung tại bộ là một kiểu tích lũy tài sản số khổng lồ. Nếu dự luật này được thông qua, thì tài sản của 100 triệu dân Việt Nam với 26 trường dữ liệu sẽ là tài sản của Bộ Công an, lưu trữ tập trung tại cơ quan công an, và từ đó nó được phân phối ra các bộ ngành khác sử dụng. Ngoài ra vẫn theo tác giả, không một hệ thống nào được coi là bảo mật tuyệt đối. Tác giả dẫn ý kiến của ông Hồ Trọng Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm An toàn Thông tin của VNPT cho biết lộ lọt dữ liệu đang xảy ra ở mọi nơi, mọi quốc gia, mọi ngành, từ quân sự đến đời sống hàng ngày và không loại trừ bất cứ ai. Bởi vậy, khi quản lý tập trung tại Bộ Công an thì khả năng bị mất dữ liệu càng cao. Không chỉ mất dữ liệu mà vì Bộ Công an coi như là một cái ao để độc quyền phân phối dữ liệu cho các bộ ngành khác. Nếu nó bị tấn công hoặc bị nhiễm phần mềm độc hại, nó sẽ theo các tuyến lây lan sang tất cả các bộ ngành khác rất nhanh. Điều này sẽ gây ra tai họa chung cho toàn xã hội. Tác giả đề nghị các đại biểu quốc hội phải mạnh dạn lên tiếng tranh luận ngay từ đầu vì khi đã bấm nút thông qua thì càng ngày càng phải im lặng vì kẻ nắm được thông tin sẽ luôn là kẻ mạnh nhất. Nhưng thiệt hại chung là nhân dân và toàn bộ nền kinh tế Việt Nam. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin "Mối nguy từ dự thảo luật căn cước". Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo.đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Philippines tiếp tục phát hiện có nạn nhân người Việt Nam khi đột kích mạng lưới tội phạm. Ngày 28 tháng 10, AFA tiếng Việt loan tin. Philippines giữ gần 600 người có công dân Việt khi đột kích mạng lưới tội phạm ở Manila. Theo đó, cảnh sát Philippines vừa giữ gần 600 người trong cuộc đột kích tối thứ Sáu ngày 27 tháng 10 – nhắm vào mạng lưới mua bán dâm và lừa đảo trên mạng ở thủ đô Manila. Trong số này có người Việt Nam. AFA dẫn các nguồn tin nước ngoài ngày 28 tháng 10 cho biết, trong số gần 600 người đang bị giữ để thẩm vấn xem ai là nạn nhân và ai là nghi phạm có công dân của nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam và Philippines. AFA dẫn phát biểu của Bộ trưởng Tư pháp Philippines Crispin Rimola rằng đó là mạng hoạt động trên quy mô lớn và thu lợi khủng từ những người bị lừa. Trong cuộc đột kích, có hai người Trung Quốc khai với cảnh sát Philippines. Họ bị giam giữ và có dấu vết bị tra tấn rõ rệt trên thân thể. Một trong hai người khai bị bắt cóc và bị bán cho một đường dây lừa đảo trên mạng. Người kia khai đã bị cưỡng bức lao động hơn một năm và mỗi ngày làm việc đến 15 tiếng đồng hồ và đây là hình bản tin trên AFA. Theo AFA, Philippines đã yêu cầu Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila giúp nhận diện 9 người bị nghi điều hành mạng lưới phi pháp này. Trước đó, vào tháng 6 vừa qua, hơn 2.700 người bị bắt trong vụ đột kích của cảnh sát vào một số tòa nhà ở Manila, nơi mà nhiều nạn nhân được cho là phải làm việc chiêu dụ để lừa người khác qua các trò chơi trên mạng. Theo báo chí Việt Nam, chuẩn tướng Sydney Hernia, người đứng đầu đơn vị chống tội phạm mạng của Cảnh sát Quốc gia Philippines, cho biết. Cảnh sát vũ trang đã đột kích và khám xét 7 tòa nhà ở Las Pinas vào lúc nửa đêm. Họ đã giải cứu được hơn 1.500 người Philippines cùng 1.190 người nước ngoài đến từ ít nhất 17 quốc gia, trong đó có 183 người Việt Nam. Số nạn nhân được giải cứu ở Las Pinas cũng như quy mô của cuộc đột kích là lớn nhất từ đầu năm đến nay. Sự việc cho thấy Philippines đã trở thành một cơ sở hoạt động của các băng nhóm tội phạm mạng. Lừa đảo trực tuyến đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng ở châu Á. Theo các báo cáo, nhiều lao động trong và ngoài khu vực đã bị dụ dỗ đến làm việc ở các quốc gia vì tin vào những quảng cáo trên Facebook hứa hẹn về một môi trường làm việc lý tưởng cùng mức lương hấp dẫn. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ về sau phát hiện bản thân mắc kẹt trong tình trạng nô lệ cho các băng nhóm tội phạm trực tuyến và buộc phải tham gia vào các trò lừa đảo. Và đây là hình Việt Nam Net đưa tin về vụ giải cứu hơn 1.000 người, trong đó có 437 công dân Việt Nam, vào tháng 5 năm 2023. Xa hơn, vào tháng 5 năm 2023, báo Việt Nam Net cho biết, ngày 4 tháng 5, các lực lượng chức năng Philippines đã giải cứu hơn 1.000 người, trong đó có 437 công dân Việt Nam bị ép buộc làm việc trong cơ sở do tập đoàn Clashon Valley Hope làm chủ ở Pampanga, gần thủ đô Manila. Báo Tuổi Trẻ cho biết, Philippines xác nhận nước này đã giải cứu thành công hơn 1.000 người, nghi là nạn nhân buôn người đến từ nhiều quốc gia châu Á. Những người này bị lừa bán sang Philippines bị giam giữ và ép phải tham gia các vụ lừa đảo trực tuyến. Các nạn nhân bị tịch thu hộ chiếu và bị ép làm việc 18 tiếng một ngày. Nếu bị phát hiện trò chuyện với những người xung quanh hoặc nghỉ lâu hơn thời gian cho phép, họ sẽ bị trừ lượng. Ít nhất 12 người tình nghi đã bị bắt và bị buộc tội vuông người. Đến ngày 30 tháng 5, cũng theo báo Tuổi Trẻ cho hay, 60 người Việt đầu tiên trong nhóm 437 người nêu trên đã về nước. Ngày 1 tháng 6, có thêm 80 người nữa đã về đến Việt Nam, nâng tổng số người được về Việt Nam lên 140 người. Không rõ số phận của gần 300 người còn lại ra sao. Tuy chính quyền Việt Nam tỏ ra quan tâm đối với vụ việc này, nhưng có lẽ cũng chỉ để làm màu, vì mỗi năm số người Việt bị lừa bán sang Campuchia lên đến hàng ngàn người, nhưng không hề được chính quyền và công an quan tâm đến. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Philippines tiếp tục phát hiện có nạn nhân người Việt Nam khi đột kích mạng lưới tội phạm. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Đài để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.